cái tầng 1 à, tầng 1 nha, đây giờ mình lên tầng 2 nè. Thì tại vì khi mà mình đáp xuống đó, nó không đáp xuống ngay đây mà nó phải đáp từng trên. Mọi người thông thường hướng dẫn thường TL đó thì sẽ lên từng sẽ đáp vào tầng 2 ha. Thì bây giờ mình sẽ đi lên, mình sẽ đi lên trên này để quay cho mọi người xem về cái tầng 2 một cái xíu là dòng xuống, tại vì nên trong thời gian khách đang dùng buổi trưa ha. Đây là cầu thang đi lên, mình nhìn lại cái sảnh một chút xíu ha. Ở bên kia cũng có nha, cái này thì dành cho những cái xe đẩy á đó. Đó, xe đẩy đi hành lý thì đi cái thang đó, mình sẽ đi cùng mình đi cái thang này ha. Nó tùy thôi, tùy theo mình ra lúc nào. Đây nè, đây là cái khu vực mà không phải hướng dẫn viên nha, mà bên này nó có một cái người, cái người đứng trạm, cái người đứng trạm này sẽ, cái người đứng trạm này sẽ đón mình, à, đón mình, rồi bắt đầu mới đi xuống. Đó thì đây là cái sảnh đến. Đó, thì mình nhìn đây thì mình xuống đây, tới đây là mình sẽ kiếm những cái bạn, là cái bạn đón đoàn, à, không phải hướng dẫn viên nha. Một lần nữa là bên Thái này họ phân ra là cái người mà đi lên trên này đón hướng dẫn viên không phải là người của công ty, mà nó có một cái người cũng như là của đội ngũ của sân bay hay sao đó, mình thì không rõ lắm. Nhưng mà để lưu ý cho nhà mình xuống là không gặp hướng dẫn ở cái sảnh này. Đó, thì các lối ra nè, đây là các lối ra, nó có nhiều exit lắm nhưng mà cuối cùng thì nó cũng sẽ ra được ngoài này thôi. Ví dụ mình ra ở exit C mà mình không gặp thì mình có thể qua exit B. Còn nếu mà kỹ hơn một chút xíu nữa đó, khi mà qua tới bên này thì nếu mà biết cái bạn nó đang đứng ở exit nào á, cửa ra nào á, thì mình dắt khách ra ngay cái đó luôn là đụng ngay chốc ha. Không thì cứ đi kiếm thôi, không có gì khó. Còn ví dụ trong trường hợp không phải lúc nào mình ra mình cũng gặp được cái người đón mình đâu, đôi khi bạn nó đi đâu hoặc là nói chung có một cái trục trặc gì ha, đánh sai tên, sai ngày, sai tháng, cái kiểu nói chung là nó bị nhiễu thông tin, thì đôi khi là cái bạn đón là đón cái đoàn mình mà đôi khi mình nhìn không ra là cũng chừng, đúng không? Nói chung là nó vô vàng cái rủi ro. Thì lúc mà đi ra đây thì rất là dễ ha. Bây giờ mình đang ở tầng này là tầng 2 đó, đang ở tầng 2 thì bây giờ mình cứ kiếm cái thang máy mình đi xuống. Kiếm cái thang máy mình đi xuống là ok rồi, đâu có gì khó đâu. Bây giờ một là mình đi thang máy, hai là mình đi thang cuộn mà bậc thang, hoặc là nếu mà có xe đẩy á, thì mình sẽ đi cái thang kia, tại vì lúc nãy Hà lên Hà đi cái thang có cái bậc rồi. Thì bây giờ lúc mà đi xuống thì bây giờ sẽ đi cái thang mà để đẩy được cái xe đẩy ha, rất là dễ thôi. Thực ra nếu mà những cái sân bay nào mà lúc mà xuống á, mà bước ra đó mà gặp luôn gai thì nó dễ. Còn khổ cái là cái gai, cái sân bay này nó không gặp gai ngay cái sảnh mà nó phải đi xuống một tí xíu nữa. Thì thông thường thì sẽ thấy cái người đón chứ không phải là không thấy. Nhưng mà ở đây cái video này giống như là sẽ chỉ cho mọi người, ví dụ trong trường hợp mà không thấy thì mình có thể gọi cho gai, đúng không? Còn nếu mà không gọi cho gai thì cứ mạnh dạn đi xuống dưới, à, đi xuống dưới là chắc chắn phải gặp. Đây nè, đó. Đây lúc này là mình đi cái thang kia đúng không? Rồi cái thang này thì dành cho xe đẩy. Ở đây thì nó không cấm xe đẩy nhưng mà nó kêu mình là cẩn thận khi mà sử dụng cái xe đẩy. Bên này nó mình biết được, mình chỉ cho khách là được.
đi nó hơi xa xa một cái xíu ha. Mình về tới sân bay Suvarnabhumi. Rồi đây nè, đây cái sân nhà vệ sinh nữ là bên này nè. Đây bên này. Quý vị ở đây nó nam nữ nó không chung nha. Tôi biết là nam nữ nó không chung một đầu mà nó hai đầu. Đó ở đây mình nhớ không? Đây cái này gặp gai trong mình là gai Việt rồi. Còn đây là cái lối đi ra ngoài ha. Đi về lại nhà hàng. Lối này đi ra nè. Số 7. Rồi, đây là hành lý. Đây là cái hành lý của đoàn. Đó, đi ra. Đây để hành lý đây. Ông thường xuống sẽ kiếm một cái chỗ để hành lý để cho khách để đồ chứ không có ai kéo vali đi vô nhà hàng hết trơn á. Nên là để đồ đây thông thường sẽ có một cái người hướng dẫn bên này, họ sẽ coi những bạn này bạn người Thái mình sẽ coi cái này cho đoàn, rồi hướng dẫn bên này với lại trưởng đoàn sẽ nhắc mọi người đi ăn qua đằng bên kia. Ngoài khu này thì nó có khu sân bay, khu đón taxi, khu đón taxi mọi thứ ở ngoài đây đồ ăn. Đây là không cho dùng xe đẩy nè. Cho mang đồ ăn ngoài, không mang động vật vào. Kiểu mình vào trong này ha. Okay, đây là khu vực mà mọi người đang ngồi ăn nè. Đây là cái nơi mà mình có thể đổi tiền hoặc là mua cái phiếu ha. Còn bên này là các quầy ăn. Bên này đồ ăn Thái rất là ngon. Wow. Đặc biệt là một cái món này, sữa xoài. Sữa xoài của Thái Lan là tuyệt vời rồi đúng không? Đây có rất là nhiều món luôn, đồ ăn các kiểu, đồ sấy Thái Lan, và nói tới là các kính thưa các loại món sấy luôn. Không có ai ăn gì thì đây cho mọi người chọn, chọn ở đây có giá 50 bạc, 55 bạc các kiểu, rất là nhiều quầy. Ở đây thì nếu mà không biết thì mình cứ cầm cái menu ha. Ở phía trước này nó có cái menu có đánh số nè. Thì không biết thì mình có thể chỉ vào số, tại vì ở đây tiếng Thái mà. Đây rất là nhiều món luôn. Bò kiểu. Nói chung ở đây rất là nhiều ha, đặc biệt là tráng miệng. Ở đây có kem. Ở đây đồ này cũng ok nè. Món vịt, món mì. Mì và vịt ha. Rồi, lúc một vòng cho mọi người xem nha. Mọi người làm nhẹ một ly kem ở Thái Lan ở sân bay Suvarnabhumi. Mình sẽ quay cho các bạn xem về một chút xíu về cái